Theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với hợp tác xã xe khách Trung Nam, đơn vị có xe gây tai nạn khiến 6 người tử vong vào hôm 29 tháng 4 vừa qua tại Đà Nẵng. Sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm của hợp tác xã này. Ngoài việc xe khách gây tai nạn chạy với tốc độ quá cao 85 km/h khi lưu thông qua ngã tư, thì qua kiểm tra dữ liệu toàn bộ xe của hợp tác xã Trung Nam từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2015, phát hiện có 27 trên 143 xe, chiếm 19%, không chuyển dữ liệu hộp đen về Tổng cục Đường bộ theo quy định. Trong số 116 xe có chuyển dữ liệu về thì có tới 91 xe vi phạm chạy quá tốc độ ở mức cao từ 10 lần trên 1.000 km xe chạy trở lên. Ngoài việc thanh tra toàn diện, Tổng cục Đường bộ còn đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xử lý thu hồi phù hiệu các xe của hợp tác xã Trung Nam vi phạm không chuyển dữ liệu hộp đen về hệ thống của Tổng cục Đường bộ.